Vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể tất cả quý vị con khách quý, cô chú và anh chị. Chúng ta đã cùng có mặt đến với buổi lễ du quy của cô dâu Ngọc Trâm sánh duyên cùng chú rể Nguyễn Duy. Và lời nói đầu tiên cho phép như xin được mạn phép thay mặt cho quý gia đình, đặc biệt là họ nhà gái, anh em ban nhạc Văn Cường, Dịch Vụ Noan Tư Nhanh mến gửi đến toàn thể tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hiện diện trên sân khấu bây giờ là đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta, cũng như là đại diện cho gia đình của họ nhà gái. Như xin được mạn phép mến mời đại diện gia đình họ nhà gái cũng như là chú rể và cô dâu sẽ cùng cúi đầu chào ra mắt toàn thể tất cả quý vị con khách đã có mặt trong ngày vui hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, cho mình xin được mạn phép thay mặt cho gia đình của họ nhà gái cũng như là chú rể và cô dâu gửi đến toàn thể tất cả quý vị con khách quý, cô chú và anh chị đã có mặt trong ngày vui tại gia đình lời cảm ơn chân thành nhất. Xin được cảm ơn toàn thể tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, nhấn chút thời gian quý báu của mình đến để đây dự buổi tiệc chung vui với gia đình. Và trong buổi tiệc, trong quá trình tiếp đón cũng như là phục vụ, nếu như có gì sơ sót thì kính mong tất cả quý vị hãy vì tình thương dành cho gia đình mà niệm tình bỏ qua cho. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hôm nay hai gia đình đã có dấu hiền đệ tạo, như xin được mạn phép mến chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình ngày càng thêm gắn kết và bền vững hơn nữa. Xin được mạn phép thay mặt cho anh em ban nhạc Văn Cường, Dịch Vụ Noan Tư Nhanh cùng toàn thể tất cả quý vị con khách quý, cô chú và anh chị đang có mặt trong ngày vui tại nơi đây gửi đến đôi bạn trẻ Ngọc Trâm và Nguyễn Duy của chúng ta những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Xin được chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm tình duyên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, tháng nào cũng là tháng yêu thương, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, và những điều gì may mắn nhất, tốt đẹp nhất sẽ đến với chú rể và cô dâu của chúng ta kể từ hôm nay và mãi mãi về sau này. Vâng, xin được cảm ơn rất nhiều. Bây giờ xin được trả đại diện gia đình họ nhà gái cũng như là chú rể và cô dâu trở về vòng tay yêu thương của tất cả quý vị con khách để đón nhận những lời chúc phúc từ phía quý vị. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Vâng, và để mở đầu chương trình vào ngày hôm nay, trước khi thưởng thức phần Zalo từ phía quý vị con khách, như xin được mạn phép và mến gửi đến toàn thể tất cả quý vị với bài hát đầu tiên là bài tên Tơ Duyên, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Vâng, xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe rất nhiều. Liên tục xin chào văn nghệ, xin mời vị chào đón một nam nghệ sĩ có một dòng hát rất là ngọt ngào. Quý vị cho một tràng pháo tay chào đón nam nghệ sĩ Tuấn Dư. Tuấn Dư xin mến gửi quý vị một bài tân cổ được mang tên Trai Tài Gái Sắc, xin mời quý vị cùng nghe. Đôi tam nàng là bông bưởi trắng, trộn đôi chính chàng mô đen sưng bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, đôi trai tài gái sắc kém chi ai. Anh những làng trong còn em thì những làng ngoài. Tiếng giang đồn anh công tử hào hoa, tiếng cung giang em cô uống hộp xoàn. Ruộng cò bay thẳng cánh, nhà em có vườn trái cây sức bành. Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, dân trong làng mong đám cưới lai rai. Trai thớt bò dê, con gái thớt lờ. Yeah.
nhiêu anh nổi danh là hầu hoa công tử. Để anh kể sơ sơ cho em nghe mà hồn phiêu phách tán, mặt mày sáng láng quần áo bảnh bao. Anh đốt thuốc bằng con cò xanh, anh chọi chim bằng vàng nén. Chiều chiều anh ra bờ sông, anh móc hột sòn câu mực. Chẳng phải anh vỗ ngực xưng tên mà cả làng này đâu ai dám sanh. Vậy anh có xứng cùng em nên giờ nên chồng. Lần đầu gặp em anh sao xí trong lòng. Chẳng phải anh thấy em đẹp mà anh ngỏ ý làm quen, cũng không phải anh thấy em giàu mà anh để anh thương. Một thương duyên dáng thứ tha, hai yêu anh nói mặn mà có duyên. Ba yêu tính nết em hiền, nếu em bằng lòng thì anh cùng anh xây ước mơ, mình đắm xây giấc mộng dài. Quê anh ruộng lúa bao là thăng cánh cỏ bay, nhà anh đây không thiếu gì ba tiền. Em biết đám cưới mình anh đãi đâu không, anh sẽ mua gạch bát tràn xây một ngôi nhà thật là lớn. Vậy mới đủ đãi bà con lối xây hồ bán nguyệt, anh rửa chân cho nàng. Chưa hết đâu cô út đám cưới nơi miền quê, mình dẫn lên thi thằng đi tuốt vô Sài Gòn. Trăng mật tuần một năm đi hoài cho thành thơi, tuần trăng mật ta đi hoài không nghĩ cho bỏ công dứt giả bao ngày. Tính sống thì mai cưới liền, để lâu ngày thiên hạ dèm pha. Em ơi anh quyết định rồi, trai tài gái sắc mình thành đôi vợ chồng. Dạ hết rồi bà con. Mong tất cả quý vị hãy dành cho anh em ban nhạc một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Dạ xin được cảm ơn, sẽ lắng nghe một cành hoa thân thương của một người chị. Xin được cảm ơn rất nhiều.